Chúng ta cũng biết món chay là một trong những món ăn rất tốt cho sức khỏe. Món chay có thể giúp chúng ta lọc chất độc trong cơ thể này, giúp hạ cao mỡ máu. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một cái món ăn chay rất là ngon và quen thuộc, đó là món chả ram. Vậy thì thành phần để làm chả ram gồm những thành phần nào thì các bạn hãy nhìn vào đây. Chúng ta thấy đầu tiên chúng ta cần phải có khoai lang. Khoai lang chúng ta gọt vỏ thật sạch, sau đó dùng cào, chúng ta cào thành sợi khoai lang thật là nhuyễn. Và thứ hai thì các bạn sẽ thấy có thêm cà rốt màu cam. Cà rốt chúng ta cũng tương tự gọt vỏ, sau đó là cào bào thành sợi. Sau đó là các bạn sẽ thấy thêm là đậu khuôn, chúng ta xắt nhỏ nhuyễn. Và màu xanh thì chúng ta có thể dùng cây bero, là cây chuyên dụng cho món chay. Hôm nay thì tôi không có cây bero nên tôi tạm dùng là lá hành. Và cách làm chả ram thì chúng ta còn phải có bánh tráng bò bía. Đây là một cái loại là để bao cái đậu của chúng ta lại. Và cách bao như thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn như sau. Khi mà chúng ta mở cái bánh tráng bò bía ra thì nó có những cái bánh như thế này dính vào nhau, thì chúng ta phải gỡ nó ra. Sau đó thì chúng ta tiến hành là cuốn bánh lại. Như thế này. Chúng ta lấy thành phần, mỗi thành phần một ít. Thành phần nào cũng có trong cái bánh cuốn chúng ta lại. Xếp hai bên mấy của cái miếng bánh. Sau đó là chúng ta cuộn tròn lại. Xong. Chúng ta đã cuốn xong một cái chả cuốn rất là đơn giản. Và chúng ta để vào đây. Tiếp tục, chúng ta cuốn cái bánh thứ hai, cũng đầy đủ các thành phần như vậy. Đây là cái bánh cuốn thứ hai, rất là đẹp mắt phải không các bạn? Ta cứ tiếp tục làm như vậy. Lưu ý là các bạn nên nhớ, khi mà chúng ta bỏ những cái thành phần trộn vào nhau thì chúng ta phải thêm gia vị vào đó để cho vừa ăn tùy theo mọi người. Nhưng tôi có những cái lời khuyên như sau. Thì các bạn có thể bỏ một ít bột ngọt hay còn gọi là mì chính. Thứ hai là chúng ta bỏ một tí đường, tùy theo mọi người thích ăn độ ngọt mặn khác nhau. Và thứ ba, chúng ta đừng nên bỏ muối. Bởi vì sao? Nếu các bạn bỏ muối vào thì chả ram của bạn sẽ rất là mặn, ăn bị cứng không ngon. Chúng ta nên dùng một ít là bột cần no hoặc là aji ngon. Nhưng lưu ý đây là món chay, chúng ta không nên dùng aji ngon mặn mà có cái arigon hay cần no chay dành cho những người ăn chay. Đó là những điều các bạn nên lưu ý, bởi vì nếu chúng ta cuốn chả ram mà không có gia vị thì nó rất là dở. Và sau khi chúng ta đã cuốn xong thì chúng ta sẽ đưa vào bếp và tiến hành chiên. Chúng ta đặt bếp dầu lên.
thành chiên từng miếng chả chiên một. Và các bạn lưu ý rằng chả chiên rất là dễ bị cháy nên chúng ta vặn lửa tương đối nhỏ cho phù hợp. Đó, chúng ta vặn lửa nhỏ như vậy để cho miếng chả chiên của chúng ta không bị cháy mà nó có màu vàng rất là đẹp. Bạn luôn phải thường xuyên đảo đều, bởi vì nếu chúng ta lơ là một tí xíu thôi là chả chiên của chúng ta sẽ bị cháy khét ngay lập tức. Sau khi chiên xong thì chúng ta thấy rằng là cái thành phẩm chúng ta làm nên rất là đẹp và ngon. Các bạn có thể nhìn thấy đây là thành phẩm sau khi tôi đã chiên xong cái chả chiên mà chúng ta đã làm. Các bạn hãy thử đi và rất là ngon. Chả chiên này chúng ta có thể ăn với rất là nhiều loại nước chấm. Và đây tôi xin giới thiệu, đây là nước tương ớt. Chúng ta nên lựa chọn tương ớt chim su thì nó sẽ ngon hơn. Và thứ hai, đối với một số người ăn chay thì người ta có thể là dùng nước tương hay còn gọi là xì dầu. Và xì dầu thì chúng ta vẫn lựa chọn xì dầu ngon một tí thì sẽ làm cho món chả ram chúng ta sẽ ngon hơn. Còn đối với cái chả ram chay này, chúng ta vẫn có thể dùng cho những người thích ăn với những cái loại mắm chấm, nước chấm khác dành cho người ăn mặn. Ví dụ như chúng ta có thể đâm một chén mắm tỏi thật là đặc và sền sệt ngọt thì sẽ làm cho món chả ram chúng ta ngon hơn. Và xin chào các bạn, đây là chúng ta đã kết thúc cái phần mà giới thiệu về cái món ăn chay đầu tiên, đó là món chả ram. Và hẹn các bạn ở những cái phần món ăn sau. Tạm biệt.